Để mặt trời Solar. Xin chào tất cả anh em à, vừa hôm qua các bác nhìn ở góc này còn một đống pin mặt trời đấy bây giờ thì đã hết sạch nhé 100 tấm 120w thì đã bán được nửa rồi đấy chỉ có một ngày thôi giá rất tốt và hàng rất là chất lượng pin mặt trời bảo hành cho các bác là 10 năm và cái giá của nó rất tốt thì trong video này em sẽ báo giá lại với một số bác chưa biết nhé Tấm pin này bên em đang bán là 790.000 Tấm pin có công suất 120W Đây, sau một ngày Sau một ngày thì bây giờ chỉ còn một nửa thôi, 50 tấm Pin mới 100%, bảo hành 10 năm Công suất là 120W Tí nữa em sẽ quay cái công suất để cho các bác xem à, Người thật việc thật nhé Đây, đã đóng hết cho anh em rồi đây Đấy, rất nhiều anh em lấy uh, pin mặt trời thì anh em nhắn tin zalo cho em trên màn hình còn đây là pin nhật bản tháo mái Đấy. pin này cũng rất là ngon và bồ rẻ tấm này có công suất là 200w tấm này có công suất là 200w nhá và giá của nó đang bán là 1 triệu hai năm chục bao ship Đấy, cái vết màu trắng này thì hôm trước em đã làm video hướng dẫn các bác rồi Về các bác lấy cái mỡ rửa bát là các bác đánh bị phát là hết luôn Cái mỡ rửa bát sắt Hàng đã đóng cho anh em rất nhiều đây Bây giờ thì em sẽ quay cho các bác xem về cái thông số nhé Tấm pin này được sản xuất tại Việt Nam và có công suất là 120W Mã tem mã vạch đầy đủ luôn Điện áp làm việc là 22,8V Rất phù hợp cho các bác sử dụng hệ 12V Các bác sử dụng cái sạc PVKM Ngay từ đầu video các bác đã được nhìn Điện áp mà hở mạch là 27,36V và cái tấm pin này nó có cái chiều dài là gần 1m, rộng 70cm Đấy, và nặng là 7 kg một trong những cái tấm pin hết lô này là sẽ không còn nữa em dự kiến là sẽ nhập tiếp một lô nữa đấy và sau cái lô sau thì sẽ không còn hàng bởi vì là công ty người ta không sản xuất nữa cho nên các bác tranh thủ được cái giá tốt các bác lấy đấy, sell pin này là sell pin mono nhá đen xì luôn rất phù hợp cho anh em sử dụng hệ 12V hoặc 24V sử dụng cái sạc xua này sạc xua này bên em đang bán là 250.000 đồng bao phí vận chuyển toàn quốc nếu anh em lấy theo pin mặt trời một tấm pin mặt trời và một cái sạc này lấy cho anh em 1 triệu bao phí vận chuyển toàn quốc về cách đấu nối như sau rất đơn giản với một số bác đã biết rồi thì không nói nhé một số bác chưa biết vẫn phải hướng dẫn cho các bác À, ở trên mặt của cái sạc này nó có ký hiệu là tấm pin mặt trời đấy các bác nhìn nhé tấm pin mặt trời bình ắc quy lưu trữ nó có cực dấu cộng và dấu trừ dấu cộng là cực dương dấu trừ là cực âm thì tương ứng với những cái cầu nối ở phía dưới này các bác mở cái nắp lên nó sẽ có cái cầu đấu thì các bác sẽ lấy tô vít các bác đấu đúng âm dương vào là xong các bác lưu ý là đấu bình ắc quy lưu trữ vào trước sau đó mới đấu tấm pin năng lượng mặt trời vào sau nhé. Đấy, với cái sạc này thì anh em có thể sạc được điện thoại bởi vì nó có hai cái cổng usb để cho anh em à, sạc điện thoại. Đấy, với một cái bộ sản phẩm như thế này thì rất phù hợp với cả anh em ít tiền anh em sẽ chơi cái bộ này rất là hợp lý sử dụng điện năng lượng mặt trời miễn phí luôn. đồng thời đây cũng là một trong những cái sản phẩm à, để cho anh em thử nghiệm xem điện mặt trời nó hiệu quả như thế nào Đấy. Em xin báo giá lại nếu như bác nào mua một tấm pin là 790.000 đồng bao phí vận chuyển. Bác nào lấy thêm cả sạc thì tổng một cái sạc và một tấm pin là một triệu bao phí vận chuyển. Các bác lấy hàng thì phải đặt cọc tiền cho em. Đấy, em cũng không lấy tiền của các bác làm gì cả. Đấy, cái sạc xua uh, sure rất là anh em sử dụng rất là nhiều. Các bác lấy hàng thì các bác đặt cọc tiền thì khẳng định các bác lấy hàng. Chứ em không quan trọng vài đồng của các bác đâu đã liên quan đến đặt cọc là liên quan đến pháp luật rồi nên các bác không lo mất tiền đâu nhé người thật việc thật các bác mua hàng thì cứ nhắn tin Zalo cho em trên màn hình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau.